Quyền Linh xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Gia đình tài tử. Bây giờ thì tất cả các gia đình đang hồi hộp chờ đợi để chinh phục thử thách. Và chúc tất cả các gia đình tham dự chương trình ngày hôm nay thật may mắn. Chào đón gia đình đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin chào các bạn, và hiện tại thì Lan Trinh đang có mặt tại một khu phố người Hoa. Trong suốt quá trình lịch sử của gia đình tài tử 5-6 năm này thì lần đầu tiên có một gia đình gốc Hoa tham gia chương trình. Lan Trinh rất là vui vì chúng ta sẽ làm quen với gia đình này ngay bây giờ. Em chào cả nhà. Dạ, chào cả nhà. Dạ. Em là sứ giả của chương trình Gia đình tài tử, tên là Lan Trinh ạ. Đại gia đình ba thế hệ này là khán giả trung thành của chương trình Gia đình tài tử. Gạt bỏ tâm lý e ngại, hai cô chú Vòng Văn Hùng và Ưng Sám Mùi quyết định để cậu con trai trưởng Vòng Chí Lương, 35 tuổi, làm trưởng đoàn. Gia đình với nghề gia truyền sáng tạo và sản xuất giày dép bao năm, cái nghề mà chú Hùng và cô Mùi đã nuôi lớn 4 đứa con và các cháu, nay đành bỏ nghề vì sức mạnh cạnh tranh của thị trường. Và hôm nay, gia đình có tay nghề khéo léo này sẽ nhận thử thách gì đây? Wow, gia đình mình đông vui quá. Rồi, vậy gia đình mình có thường hay tụ họp vui chơi như thế này không? Ủa, cũng có. Có chứ. Yeah. Một tuần là bao nhiêu lần ạ? Kể đây là một lần vậy. Ngồi nói chuyện chơi vậy đó. Đồ ăn vậy trong nhà. Có hát hò không? Có nhiều khi không? Hát karaoke. Hát hay nhất. Ai ca sĩ trong nhà? Ngày nghỉ thu, ngọn chiều giống cho. Trong đời, trong lành. Người đến từ Triều Châu, hay quá. Phần thưởng cho gia đình chiến thắng là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. Nếu giành được 10 triệu thì gia đình mình sẽ sử dụng số tiền thưởng này như thế nào? Dẫn mấy bé đi du lịch chơi. Đi đâu chị? Vậy thì bây giờ nhà mình thích chơi trò chơi như thế nào? Khéo léo. Rồi, giờ cả nhà đoán nha. Đây, con có 3 cái ly. Mình sẽ làm gì với 3 cái ly này? Thì uống nước sâm. Sao dễ vậy? Sao đúng nghề quá vậy? Thì uống nước sâm. Thì uống nước sâm hả? Cô đoán sao? Xếp đi hả? Là xếp đi nè. Dạ. Nhưng mà không biết là cái thử thách của mình nó có đơn giản đúng như rồi. Vậy không? Cái hơi không biết. Đây, đây Lan Trinh xin gửi thử thách của gia đình tài tử. Thử thách thổi ly, đạo cụ, ly nhựa, bàn gỗ, luật chơi. Thời gian thực hiện thử thách 1 phút 30 giây, số lượng hoàn thành thử thách 7 ly, khoảng cách 2 ly là 5cm, đặt cố định trên bàn. Người chơi đặt ly nhựa mới chồng vào ly thứ nhất và dùng hơi thổi ly ấy, sao cho nó bay vào ly thứ hai. Em sẽ bấm dây là 1 phút 30 giây, tự anh sẽ bỏ ly vào và thổi. 2, 1, bắt đầu! Mạnh lên, phải mạnh lên một chút. Ngồi gần lại chút không? Rồi 1 ly! Chào đón gia đình anh Vòng Chí Lương. Chào cả nhà. Xin chào anh Hoàng Linh. Dạ. Xin chào khán giả. Dạ. Cái công việc của cả nhà mình là làm gì hả anh Lương? Dạ làm về nghề dép. Nghề dép? Dạ. Dạ bây giờ là đang bán bánh tráng trộn. Ủa sao kỳ lạ, làm nghề dép và bán bánh bán... Không, ba là làm nghề dép. À. Dạ bây giờ tới giờ là nghề về hưu ra bán bánh tráng trộn ở trong trường. Chú ơi, xưa chú làm nghề dép á, là mình làm công đoạn nào đó? Cái xì mì nì thôi, như làm ở cái dép sành đan kho bài hủ rau ra chị trường. Mình làm ở nhà luôn hả? Làm ở nhà rồi. Ủa vậy đâu có về hưu đâu chú? Tại vì nói thiệt năm nay đã là lớn tuổi thúc, như vậy là mấy đứa con nó cũng lớn rồi. À, bây giờ sĩ trưởng nó hơi chậm lại chút.
Cô làm nghề gì cô? Cũng ở nhà vậy đó. Ủa mình có học không là tự? Hồi đó đi làm cho người ta rồi về mình tự mình làm rồi á. Cô chú là được mấy cháu? 4 cháu, 2 trai 2 gái. Dạ, còn anh đứng kế bên là gì? Ở đây hả? Đây là người yêu. Người yêu quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, người yêu quen nhau được 6 năm rồi. 36 năm. Hồi đó mình làm dép chung mình yêu nhau luôn không hả? Đâu, hồi đó đối diện nhà nhỏ chơi tới lớn. Từ hồi nhỏ luôn hả? Nhỏ chơi tới lớn rồi thành vợ chồng luôn. Mình hay chơi trò chơi gì vậy? Hồi đó hai người có tắm mưa chung không? Không. Có không? Không. Chứ kỳ vậy, ở sát bên nhà chắc thế nào cũng tắm mưa chung à? Ít cái tắm mưa lắm, lúc đó ít cái tắm mưa lắm. Hiện nay thì anh bán bánh tráng trộn là ai làm? Đấy là vợ làm. À vợ làm hả? Yeah. Mình làm bánh tráng trộn sao ngon chị tài diễn tả cụ thể. Bánh tráng trộn của em là chỉ mỡ hành với muối với đậu phộng thôi với ớt sả tế. Nhà tự làm hết. Mình mua bánh tráng ở đâu là ngon? Dạ bánh tráng mua ở Củ Chi á. Dạ. Một ngày mình bán được bao nhiêu tiền bánh tráng trộn? Có khoảng triệu mấy ạ. Triệu mấy là ngon rồi đó. Dạ. Bữa nào muốn ăn qua đây để hành á, vô em trộn cho ăn, khỏi tốn tiền. Nhớ nha. Dạ thiệt. Nhớ nha. Đây để hành á, cứ xá đây để hành á, ngay chừng đua. Trộn lần cả thao luôn á. Thì ba làm nghề gì? Dạ hiện giờ em đang làm về dép, mai mẫu thời trang cho công ty Đài Loan. Có gia đình được mấy con rồi? Dạ hai con ạ. Hai con? Dạ. Rồi tới anh Tư. Anh Tư làm gì anh Tư? Dạ hiện tại em cũng làm bên ngành giày. Em là sale bên si đánh giày. Với lại kim luôn thông dịch viên. Thông dịch viên tiếng gì? Dạ tiếng Hoa. À dạ. Dạ. Hai con Dạ em tên là Vọng Thu Hương. Em bán quần áo à. Vậy nhà ngon quá rồi. Bán giày dép quần áo. Xong về ăn bánh tráng trộn. Bảy người qua luyện tập thì nó khó khăn lắm không anh Lương? Dạ cũng khó khăn. Mấy bà thím, mấy bà mợ là nhức đầu quá. Ủa thổi làm gì nhức đầu? Thổi nó mệt, hơi nó ra nhiều quá. Thôi mỗi lần mình nha cái sức mạnh á, tại vì chưa có quen á. Thổi mạnh á, thì chỉ là thổi ba ly thôi là cái người nó hơi say mặt rồi đó. À vậy à? À. Để xem 7 ngày qua họ thổi có chóng mặt không quý vị nha. Hôm nay, niềm vui được nhân rộng cả khu phố. Bà con khu phố rộn ràng như ngày hội. Cái gì cái này vậy? Hỏi mày bưng nước đi. Cái vậy? Kiếm một xì vậy? Một gia đình với sở trường khéo léo và thể thao vận động. Nhưng trò chơi thử thách này lại đòi hỏi người có sức khỏe về làng hơi. Không biết gia đình sẽ làm sao đây? Thế là cả gia đình đồng lòng tập luyện. Liên tục thất bại, nhưng ai ai cũng vui cười. Hay quá, một con cái. Mồ hôi quá. Hết giờ. Hãy cùng xem nguyên lý thổi hơi. Khi hai vật thể cùng nằm chồng lên nhau, chắc chắn sẽ tạo ra khe nhỏ giữa chúng. Khi bạn thổi vào khe giữa hai cốc ly thì hơi không thể thoát ra và kết quả là hình thành một lớp nén giữa hai cốc ly. Tiếp tục thổi thì lớp nén càng dày, nén lên chiếc cốc ở bên trên làm nó bật lên. Vậy việc khó nhất của gia đình là lượng hơi thổi sao tốt nhất. Điều quan trọng nữa là gương mặt không quá gần cốc ly sẽ gây ra vật cản. Việc hít thở thật đều khi tập luyện cũng rất quan trọng. Vì khi lượng hơi thở ra nhiều hơn lượng hơi hít vào cũng sẽ làm cho người chơi choáng váng, khô cổ và khan ho. Thôi khoảng chừng 1 phút 30 giây qua rồi đó. Chờ khoảng chừng lát nó hơi trắng mặt rồi. Mà chắc mai mốt nữa là tập ở ngôi sao thôi. Sau 4 ngày tập luyện từ sáng cho tới tối, ai rảnh là tập luyện, đi học về cũng tập. Và ngay cả buổi diễn tập cũng được thực hiện tại quán bán bánh tráng trộn của vợ chồng anh Lương. Có chơi á, có gì
Hết giờ. Thất bại. Nào nha. Come on. Đồ luôn. Bám sáu dài. Một niềm vui lan tỏa cả xóm giềng cũng như gia đình anh Vòng Chí Lương. Liệu hôm nay đại gia đình này ai sẽ trổ tài chinh phục thử thách của chương trình? Cô có tập thổi mấy lần không? Thổi đừng lần, hết hơi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đón thử thách của chương trình. Thử thách thổi ly, khoảng cách 2 ly là 5cm, đặt cố định trên bàn. Người chơi đặt ly nhựa mới chồng vào ly thứ nhất và dùng hơi thổi, ly ấy bay vào ly thứ hai. Người chơi phải thổi sao cho các ly xếp chồng lên nhau. Thời gian thực hiện thử thách 1 phút 30 giây, số lượng hoàn thành thử thách là 7 ly. Rồi bây giờ chú có thể cử người nào thực hiện thử thách ạ? À, vòng chung Lộc, Lộc là vòng cháu. Lộc, cháu nội hả? Cháu nội. À, rồi Lộc, đang làm gì Lộc? Đang đi học. Đi học lớp mấy? À, lớp 10. Rồi bây giờ con lên con kiểm tra đi. Có giống những gì con tập ở nhà không? Dạ giống. Giống đúng không? Rồi mời Lộc bước lên phía trước. Em đứng tới đó thì em có cảm giác thế nào? Dạ hồi hộp. Ở nhà mình làm được bao nhiêu lần chiến thắng rồi? Dạ 2 lần. 2 lần. Lộc ơi cố lên, chiến thắng đi Vũng Tàu Lộc ơi. Lộc ơi cố lên nha. Cố lên Lộc ơi, có cây đờn hay không là do con đó. Ủa nói có cây đờn hay không là do con là sao vậy Lộc? Dạ con muốn mua cây đờn. Con biết hát không? Dạ không. Sao con? Sao rung như vậy? Con rung quá rồi kìa. Hát lại một câu đi con. Giờ nó không nhớ nó tên gì luôn á. Thời gian 1 phút 30 giây bắt đầu. Trời ơi sao con hơi hám gì trơn vậy? Một cái hay quá. Ráng lên con. Không có mình đổi ly. Cái thứ hai, vậy sao nó ra được? Đúng rồi. Cái thứ ba, chúng ta còn 55 giây nữa. Không được rồi. Bình tĩnh con. Cái thứ tư. Ráng lên Lộc ơi. Cái thứ năm, còn 27 giây. Ráng lên Lộc, còn thời gian rất dài Lộc ơi. Bình tĩnh từ từ. Còn 12 giây, 11, 8, 7, 6, 5, 4. Còn 2 giây nữa thôi quý vị. Cái lon cuối cùng đã bay vào. Chúc mừng gia đình, 10 triệu đã thuộc về gia đình. Cảm ơn gia đình. Vậy thì ước mơ có cây đàn đã nằm trong tầm tay. Chúc con sẽ học đàn thật tốt, hát thật hay. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, thành công. Cảm ơn gia đình. Và bây giờ chúng ta làm gì nữa đây? Chúng ta sẽ theo dõi gia đình tiếp theo.